Khi mà Charlie thấy tất cả các bức tranh của Công Quốc Hà, Charlie có thấy ấn tượng với màu sắc của bức tranh. Thì màu sắc thể hiện cảm xúc của họa sĩ và khiến những người xem tác phẩm thì cũng có thể có cảm xúc ngay luôn. Kể cả khi mình chưa có phân tích ra là ý nghĩa của bức tranh là thế nào, mình đã có màu sắc rồi, cho nên mình có thể cảm nhận được là một cảm giác rất là rõ. Mất là Charlie muốn cảm ơn gia đình của Công Quốc Hà đã mời Charlie để tham gia, để làm MC, để dẫn chương trình ngày hôm nay và cũng đem lại mình một cơ hội để có thể thưởng thức trực tiếp tất cả tác phẩm của họa sĩ Công Quốc Hà. Xin cảm ơn ạ.